Ốc đây 35 ngàn một ký. Ủa này ốc bu hay ốc lát ta? Ốc bu, ốc nhỏ là ốc lát. À, ốc nhỏ là ốc lát, ốc bự là ốc bu. Không biết. Welcome back to my channel Cường Kênh Cúc Official. Chào mừng các bạn đến với kênh của chú Cường nha. Cả nhà có công nhận với Cường một điều là càng lớn lên mình càng yêu quê hương của mình hơn không? Giống như hồi nhỏ mình ở quê thì mình rất là thích ở Sài Gòn hoặc là mình đi ra nước ngoài. Nhưng mà lớn lên rồi mình có lập nghiệp ở Sài Gòn hoặc là nước ngoài rồi á, mình vẫn nhớ về quê hương của mình rất là nhiều. Nếu mà trường hợp mình đi lập nghiệp ở những tỉnh thành khác trong Việt Nam của mình thì mình nhớ quê của mình chỉ 1-2 thôi. Còn nếu mà mình đi xa xứ có như Nhật, Hàn Quốc, Úc, Mỹ gì đó thì mình nhớ quê hương của mình tới 9-10 lần. Những điều mình thấy bình dị, rất là bình thường ngày xưa đôi khi mình không có thích luôn, thì tự nhiên bây giờ mình thấy đẹp vô cùng và mình rất là muốn để mình quay về ngay cái thời điểm đó, tận hưởng được cái cảm giác đó. Đó có thể là một mái nhà tranh ở dưới những cái tán dừa xanh rợp mát, đó là có thể là một vườn cây ăn trái nặng trĩu của ông bà, hoặc là những cái phiên chợ quê, tiếng trả giá nè, tiếng gọi nhau ý ới của mấy cô mấy dì mà lúc đó mình cho là nó ồn kinh khủng, mình không có chịu được. Thì khi mà mình lớn lên đó, mình thèm cái cảm giác đó vô cùng. Và trong tất cả những điều mà Cường vừa kể á, thì Cường sẽ nhớ nhất là những khoảng thời gian mà được bà nội với mẹ dẫn cho mình đi những cái phiên chợ ngày xưa. Và thời gian nhanh như một cái chớp mắt. Mới đó mà bà nội của mình cũng mất hơn mười mấy năm rồi. Còn mẹ của mình đã lớn tuổi và cũng không có còn đi chợ nữa. Chỉ có mình chở mẹ mình đi chợ hoặc là mình tự đi thôi. Và mỗi lần chỗ nào mà có tổ chức phiên chợ quê á, mình đi ngang thì mình lúc nào mình cũng nhớ cái cảm giác đó hết. Và hiện tại thì ở miền Tây có hai nơi tổ chức phiên chợ quê rất là đặc biệt, với những không gian, món ăn và khung cảnh y chang như ngày xưa luôn. Đó là chợ quê Cù Lao Tân Thượng Đông của thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp, và phiên chợ quê chợ Ma Định Yên của huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp. Và bây giờ thì Cường mời quý cô chú anh chị quay lại không gian của ngày xưa cùng với Cường khám phá xem hai phiên chợ quê này có những gì đặc biệt nha. Các bạn biết mình đang đứng ở đâu không? Phía sau của mình là một hàng cây xoài, mình nghĩ tới hàng chục đến hàng trăm năm. Và đây là mình đang đứng ở Cù Lao Tân Thượng Đông, thuộc thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Cù Lao này rất là nổi tiếng với cái phiên chợ quê rất là đặc biệt và chỉ nhóm họp vào khoảng thứ bảy hàng tuần, tầm khoảng là 14 giờ thôi. Và bây giờ mình sẽ mời tất cả các bạn đi theo mình khám phá Cù Lao Tân Thượng Đông xem có những gì đặc biệt nhé. Các bạn chỉ cần chạy đến cái đường là Hòa Đông, mình sẽ thấy được một cái bến phà là Tân Hòa Đông, Hòa An. Ở đây thì người dân địa phương cũng như là học sinh đi rất là nhiều. Chi phí ở đây thì chỉ có 3.000 đồng một lượt thôi. Và ở đây mình thấy là chạy liên tục, có nắng, có mưa hay buổi tối gì, không cần khách đông gì, vẫn là chạy hoạt động bình thường, nên rất là ổn định trong vấn đề là mình di chuyển qua lại hoặc là mình đi tối mình về. Vừa lên Cù Lao á, mình chạy tầm khoảng 3 đến 400 mét, gặp ngã tư đầu tiên mình rẽ tay trái và mình chạy tầm khoảng là 3 đến 4 cây số nữa thì mình sẽ tới ngay chợ quê. Đường ở trên Cù Lao thì mình rất là dễ đi và chỉ có những con đường độc đạo thôi. Mình chạy một vòng tròn á, thì cũng sẽ ra được cái điểm đầu tiên. Nên nhà của mình thì cứ yên tâm mà chạy nha. Khi mà mình chạy trên này nè, cảm giác rất là thích thú. Tại vì hai bên trồng rất là nhiều cây ăn trái cũng như là hoa kiểng. Ví dụ như mình thấy ở đây trồng nhiều nhất luôn là cây xoài. Tiếp theo nữa mình sẽ thấy được là cây nhãn. Thì ở đây người dân xử lý thì có xoài có nhãn là quanh năm luôn. Mình chạy gần cuối đường sẽ có một cái bảng chỉ dẫn là khu vực chợ, và ghi cái thời gian hoạt động là từ 13 giờ đến 21 giờ thứ bảy hàng tuần. Thì từ ngay bảng hiệu đó mình chạy tầm khoảng 500 mét nữa là sẽ tới được ngay khu vực mà chợ Cù Lao Tân Thượng Đông. Đây, trước khi vào ngay cổng Cù Lao á, thì mình sẽ gửi xe nha, sẽ có điểm giữ xe máy chỗ này. Rồi mình đi bộ vô, mình thấy cái tầm ở đây thì chiều dài nó khoảng 5 đến 600 mét luôn, cũng khá là dài. Mình đi sớm thì mình sẽ thấy được cái khâu chuẩn bị mấy cô chú này rất là vui và nhộn nhịp nè. Đây là quầy nem nướng thịt xiên của E Kim Ngân. Ở đây là mỗi quầy bán khác nhau không con, hay là có quầy nào giống không? Không, không có quầy. À, vậy là khác nhau hết phải không? Vậy dễ bán à. Ủa cái này ốc lát hả? Ốc bu gì? Ốc gì? Ốc bu hả? Ốc bu đồng nướng tiêu. À cái này là mới bình thường rồi, hồi mình mới bỏ tiêu lên mình nướng phải không? Này cua rang me. Mấy hồi đi ngược lại em ăn. Một phần vậy là nhiêu vậy chị? 20 ngàn. À chị đâu quá rẻ. Hộp là 20 ngàn. Quá rẻ. Đang thử nè, đang dành cho
Ở đây thì mình sẽ thấy bán tất cả các sản vật liên quan tới đồ đồng của miền Tây, chứ mình sẽ không có bán đồ biển. Thì theo quan niệm của chợ quê của mình ấy, thì thường là những cái gì mà ở nhà có thì mình đem ra thôi. Cái này là vườn cô trồng hết hay sao? À. Ủa này, cái này rau dền hay gì nè? Dạ, cái tên dễ thương, đọc nhớ liền. Ở đây thì mình thấy cô chú bán hàng rất là dễ thương và rất là niềm nở đón khách. Đây là quầy đá bào, mình thấy bán rất là ok luôn, cô chú rất là vui vẻ và niềm nở. Đây mình mới mua một chai nước ép thơm này, 10.000 đồng. Tiếp theo là gian hàng bánh lá mít cô em. Cô này bán rất là dễ thương luôn, và sát bên ngồi chung một cái sạp luôn là có bánh bò nè hoặc là bánh da lợn. Hai chị này rất là dễ thương và mình có mua một phần bánh lá mít để mình ăn. Một phần bánh lá mít kèm với nước cốt dừa 15 lá chỉ có là 15.000 đồng thôi. Còn đây là quầy cô đẹp chuyên bán những loại cây trái mùa nước lũ. Cô bán đặc sản ở dưới quê nè. Có mứt gừng, xoài, cà na. Còn đây là quầy trái cây của chú Tám và cô Mẻo. Đây có bánh bột bán Hoàng Yến nè, với lại cô Tư Dừa. Khách ở đây mình thấy rất là nhiều tỉnh thành, từ thành phố Hồ Chí Minh nè, Biên Hòa, Đồng Nai, kể cả Vũng Tàu hoặc là Cà Mau dẫn đến đây. Nên là mình sẽ thấy được là sự thu hút cũng như là nhu cầu mà tham quan những cái phiên chợ quê rất là nhiều. Càng về chiều thì du khách càng đông, tại vì buổi trưa tầm khoảng 1 đến 2 giờ thì trời cũng khá là nắng nên là hơi vắng khách, nhưng mà tầm khoảng là 4 đến 5 giờ là thời gian mà cao điểm nhất, còn khoảng 6 đến 7 giờ trở đi thì bắt đầu là vắng vắng từ từ. Bây giờ mình sẽ tham quan một số cái gian hàng cũng như là thưởng thức món ngon nha. Chợ quê ở Cù Lao Tân Thượng Đông thì mỗi tuần chỉ nhóm họp vào chiều thứ bảy, nên là lúc nào du khách cũng tranh thủ chờ đợi để đến đây, nên là gian hàng nào cũng rất là đông khách. Đây là gian hàng bán cua nướng, ốc nướng, rồi có ếch hoặc là chuột nướng. Cô lấy vô một phần ốc đi. Phần ốc 10 con, 20 con chú. 10 thôi. 10 con nhiêu tiền vậy? 50.000. Rồi cái này chuột hay gì nè? Chuột nướng, ớt nướng. Đồ đồng của bà con. Ốc ở đây thì 5.000 đồng một con. Còn cua như vậy thì 25.000 đồng một phần. Cô khỏi cột đi, ra kia ngồi ăn luôn cho. Ở đâu chú? Nè. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn. Một phần ốc như vậy là 10 con nè. 5.000 đồng một con là 50.000 nha. Này ốc nướng tiêu. Khá là ngọt. Tiêu cái mùi mà nó thơm thơm á, nói chung là ốc rất là tươi. Mình sẽ chấm với loại muối ớt. Còn nhìn nó hấp dẫn không? Món này thì tươi thì rất là ngon luôn. Đây là không gian mà mình ngồi phía sau nè. Đó. Còn là khung cảnh sông nước khu thành đây. Còn bên đây là những cái gian hàng. Gian hàng này rất là dài và ở đây có tổng cộng tới 75 gian hàng luôn.
Sau khi mà mình ăn món ốc xong, mình sẽ đi vòng vòng để kiếm món nào mình ăn tiếp. Kinh nghiệm của mình là mỗi quầy mình ăn một ít chứ mình đừng có mua nhiều. Tại vì nếu mình mua nhiều mình ăn no, mình sẽ không có thưởng thức được nhiều món ngon ở đây. Mình có trứng cút nướng nè, vẹm nướng mỡ hành, lê thư nè. Đây thì khách rất là đông luôn. Đây có bánh trứng cút nè. Đây có bún thịt xào Thùy Dung nè, rồi bún bò Huế 25.000. Cô Nga có bán xôi xiêm sầu riêng 20.000 một phần nè. Đây là bún bò Huế 25.000. Giá bình quân mỗi phần ăn ở đây là từ 5.000 đồng tới khoảng là 30 đến 35.000 đồng. Nếu mình cầm 100.000 mình đi vô đây mình thử thách món ăn thì mình no, gọi là no cành hông luôn theo từ ngữ của miền Tây của mình. Đây là xôi sầu riêng nè. 52 là 7. Có bì cuốn nè, thịt khè 5.000 đồng một phần. Còn bánh tầm bì hồi nãy mình có ăn rồi là 25.000. Ở đây thì có bố trí những cái bàn cái ghế dọc theo nè để mình ngồi mình ăn, hoặc là những cái chòi. Đây có cơm dẹp, nước ép trái cây với ốc luộc. Đây ban tổ chức cũng có làm một số cái khu vực để mọi người có thể ăn uống, tuy nhiên là do số lượng khách đông nên là mọi người ngồi ở phía ngoài và trời cũng khá là nắng. Đây có quầy bánh kẹp cô Mân nè, 5.000 đồng một cái. Còn cái bịch bánh trắng sữa thì 15.000. Nhiều cái ai bán không ạ? Cô bán bánh kẹp ở đây là cực kỳ ngon và rất là dễ thương luôn. Mình chụp hình, quay clip hoặc là hỏi cô đều vui vẻ trả lời hết. Trời giờ ăn nay đi sớm dữ con. Đi sớm đi mua được nè. Đi sớm hả? Đi trễ là mua được hả? Bánh kẹp chuối, bánh xe. Bây 5.000 đồng một cái. Chung quầy với cô bán bánh kẹp là cô bán bánh xếp. Nếu bạn nào mà không có thích đông đúc ồn ào và vô được phục vụ liền á, thì mình đi tầm khoảng là 13 giờ đến khoảng là 15 giờ. Còn nếu mà thích đông đúc nhộn nhịp thì mình đi tầm khoảng là 16 giờ đến 18 giờ. À, cái này là tôi cho không nữa nè. Khoảng tháng 10 đến khoảng 11 là ở miền Nam buổi chiều có hay mưa, nên là cả nhà mình đi thì nhớ đem theo áo mưa hoặc là ít nhất là một cây dù nha. Đoạn ở đây thì khá là mát nè, còn đoạn giữa chợ thì khá là nắng. Tại đây có nhiều cây cối nè, nó xéo lại cái mặt trời nên rất là mát luôn. Cả nhà lưu ý thì ở đoạn này thì mình chỉ có đi bộ thôi. Ở đầu đường với cuối đường thì lúc nào cũng có chỗ gửi xe hết và phí chỉ có 3.000 đồng một chiếc. Đây là khu vực mà bán chè nè. Có chè bưởi và chè sen Thùy Trang. Chè bưởi à? Lên đây! Cù Lao Tân Thượng Đông thì có diện tích khoảng là 1.627 hecta, gồm hai cồn nổi là cồn Chài và cồn Đông Định, hay còn gọi là cồn Lân. Sau khi đi một vòng thì mình tiếp tục ăn món thứ hai, đó là món bánh tằm bì. Bánh tằm bì này thường là mình đi Cần Thơ lúc nào mình cũng ăn hết, nhưng mà lên đây thì mình cũng sẽ ăn coi nó ngon hay là nó dở nha. Một phần như vậy thì có giá là 25.000 đồng. Cái bì này hấp dẫn chất lượng quá. Cái này bì chắc là cô tự làm phải không? Chứ bì công nghiệp là người ta sắt cái máy vậy nhuyễn là nhìn là biết liền. Bì đó nó ngâm á. Dạ. Bên đó nước cốt đó. Rồi. Vậy là cô để bên đó đi cô. Đây là một dĩa bánh tằm bì đây. Có xíu mại, có bì nè. Có chả giò. Và đặc biệt nữa là có phần nước cốt dừa nha. Còn cái phần bánh là nó sẽ tròn tròn dày dày hơn vậy nè. Đó.
Phần ớt và phần nước mắm thì mình tự chế biến, tức là mình tự pha theo liều lượng của mình thích. Đây mình sẽ chế nước mắm vô. Rồi mình trộn lên đều mình ăn. Món bánh tằm mì này thì mình chấm là 9 trên 10 điểm tại rất là ngon và sạch sẽ. Đây là những gói bắp nấu được cuốn trong lá chuối, ăn chung với lại muối mè và sừa sợi. Trong tất cả gian hàng ở đây mình thích nhất cái gian hàng của cô Lý. Chị nhìn rất là dễ thương, mặc cái áo bà ba và cái gương mặt cũng như là bới tóc đúng kiểu như miền Nam của mình ngày xưa. Còn đây là gian hàng bánh bò, bánh da lợn cũng như là bánh lá mít. Dạ chị đợi, dạ 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 chị chịu trách nhiệm. Lá mít thì cô ơi. Mít đi chị ơi. Bánh lá thì nó có gì không? Bánh lá. À lá mít à. Ê coi như ai comment mình em ơi. Bánh bèo bánh nào à? Bánh bèo ở bên nào? Dạ, bèo đây nè. Bánh này thì làm rất là đơn giản, chỉ cần là bột gạo pha với lại là tinh chất của lá mơ, sau đó là mình cuốn trong cái lá mít và mình đem đi hấp lên. Đây là một phần bánh lá mít nha. Đây, có giá là 15.000 đồng, 15 cái. Tính ra là chỉ có 1.000 đồng một lá thôi. Giờ mình ăn thử nha. Điều quan trọng quyết định sự ngon dở của bánh lá mít đó là phần nước cốt dừa, dừa mặn mặn, ngọt ngọt, béo béo, rất là thơm. Cô bán đặc sản ở dưới quê nè. Có mứt gừng, xoài, cà na. Ủa cái trái đỏ đỏ là cái trái gì vậy cô? Trái cà ri. Nấu cà ri ăn màu đỏ đỏ hả? Thật sự thì đây là lần đầu tiên mình thấy được trái cà ri ngoài đời. Tại trước giờ mình thấy hộp thôi chứ chưa bao giờ mình thấy được cái trái cà ri nguyên hết. Quầy của cô đẹp thì bán rất là nhiều đặc sản của vùng sông nước, ví dụ như là tự khô nè, rồi mắm nè, hoặc là trái cây, hoặc là những cái loại hoa. Đây có bánh bột bán Hoàng Yến nè, với lại cô Tư Dừa. Bánh bột bán ở đây mình thấy có màu lá cẩm nè, hoặc là màu lá dứa, hoặc là màu hoa đậu biếc. Bây giờ nãy giờ mình đi hết một dọc rồi, mình về đi ngược lại nha. Đây có quầy bán trái cây nè. Ở đây có quầy chú Tám với lại quầy cô Mẻo. Dạ, chú. Dạ một cái. Miếng cá chả luôn á chú, mà hàng con chú. Cá chả. Là cái gì nào? Ăn cơm. Còn đây là quầy ốc. Chuột, ếch, ốc. Quầy này thì mình thấy khá là đông khách và hai bạn ở đây là nướng liên tục luôn. Tại vì đồ ở đây là chỉ nướng sơ qua thôi, còn khi mà mình kêu á thì quầy mới bắt đầu nướng chín để cho là thịt lúc nào cũng là nóng, giòn, ăn thơm ngon hơn. Mua hai cái được. Đây là quầy rau củ ở đồng. Ví dụ đậu phộng nè, củ ấu nè, rồi tắc, rồi rau nắng đất và tùm lum hết. Ăn đậu tốt lắm, bình thường lắm, đậu được nhiều lắm, nó đẹp da đó chị, ăn đậu đẹp da đó, thiệt nè. Đây có khế, rồi chuối, đu đủ luôn. Đây có xoài, nhãn, chuối, ổi nè. Nhiều bao nhiêu? Dạ 25 ngàn. Ở đây mình thấy là có nước đậu xanh nè, nước đậu đen, hoặc là nước sâm, hoặc là nha đam. Rồi cô này là có bán hộp thịt lộn nữa nè.
Cho chị một cái phục làm rồi. Ngày xưa thì thật sự thì nếu mà nhắc tới du lịch miền Tây á, mọi người sẽ nhớ là thường là Cần Thơ, An Giang hoặc là Kiên Giang, chứ ít ai mà nhớ tới Đồng Tháp lắm. Còn nếu mà đi Đồng Tháp là mọi người sẽ hay chọn đi Sa Đéc, tại vì có nhà cổ Quỳnh Thị Lê, rồi chợ, rồi làng hoa Sa Đéc cũng khá là nổi tiếng. Còn thành phố Cao Lãnh thì thật sự thì rất là ít người biết đến thành phố Cao Lãnh. Nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, kể từ lúc có chợ quê ở Cù Lao Tân Thượng Đông, thì rất là nhiều du khách đã chọn thành phố Cao Lãnh là điểm đến du lịch cuối tuần. Vừa rồi thì Cường vừa giới thiệu xong chợ quê Tân Thượng Đông thuộc thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Bây giờ mình sẽ di chuyển qua là chợ Ma Định Yên thuộc huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp nha. Cách mà đi đến chợ Ma Định Yên thì Cường có ghi video ở một bình luận nha. Bây giờ mình sẽ đi vào xem chợ Ma Định Yên là bán những gì nha. Phía sau lưng của Cường là Bình Thành Định Yên, một trong những điểm di tích lịch sử rất là nổi tiếng. Sau bộ phim Lật Mặt 6 của Lý Hải thì nơi đây giống như là sống lại, còn ngày xưa là bị lãng quên. Và mỗi chiều thứ bảy hàng tuần từ 15 giờ đến 18 giờ thì ở đây có hoạt động là chợ quê Định Yên. Ngoài trưng bày một số sản phẩm liên quan tới chiếu thì ở đây còn tái hiện lại không gian làm chiếu của người dân ngày xưa, ví dụ như là mái dạch chiếu nè, hoặc là cách mà mọi người có thể là đan lát kiểu truyền thống. Chứ hiện tại bây giờ là tất cả sử dụng bằng máy hết rồi, ít khi nào mà sử dụng sức của con người lắm. Cái này dạch mẫu rồi có bán không cô? Hay là làm mẫu thôi? À, nãy đi dọc đường thấy quá trời người ta làm luôn. Giờ là dạch máy chứ đâu có xỏ xỏ này nữa cô. Ngay phía trước khu vực cổng thì mình cũng thấy được bán rất là nhiều đồ. Bây giờ mời cả nhà cùng Cường đi tham quan một số gian hàng bán đồ ăn ở trong chợ Ma Định Yên nha. Đây là quầy nước giải khát nè, có thạch artiso đá đen 10.000 đồng. Ủa cô, cái bánh này bánh gì cô? Bánh gì? Dứa gầy hả? À, dứa gầy hả? À, nghe lạ quá trời, lần đầu tiên biết. Bao nhiêu một cái vậy cô? 5.000. Cái này là gì, là để ăn thôi đúng không? Ăn luôn. Trong đây là nhân gì cô? Nhân dừa. Nhân dừa hả? Rồi. Lấy con một cái ăn thử đi. Đây con ăn thử đi. Cường đi cũng rất là nhiều phiên chợ quê của miền Tây mình. Tuy nhiên chợ Ma Định Yên là một trong những cái phiên chợ quê mà bán đồ rẻ nhất ở khu vực miền Tây. À, cái này nhân dừa, cái nhân dừa này xào ngọt lên giống giống như là bánh ít nhân dừa á. Mình lần đầu tiên nghe. Nghe cô. Rồi, cảm ơn. Cái nhân gì cô? Nhân dừa luôn. À, cũng là nhân dừa luôn hả? Cái món này món gì cô? Khoai cao chiên. Dạ. Khoai cao. À, khoai cao chiên hả? Cô bán món gì vậy? Bún xào với nước. À. Cái giò. Cái lụa. Ở đây có quầy nha đam với sâm lạnh, mỗi phần như vậy có giá chỉ có 5.000 đồng thôi. Mình đến đây là tầm xế xế khoảng hơn 3 giờ, nên là ăn thì có thể không ăn, nhưng mà uống thì chắc chắn là sẽ uống mấy lần luôn. Một ly sâm này giá 5.000 nè. Thank you.
Cả nhà thấy được là ánh nắng mà nó chiếu vào những cái gian hàng nhìn thấy rất là nóng nực đúng không? Dù là sát bên là rạch lấp giò, gió cũng thổi lên cũng hơi mát mát nhưng mà trời cũng khá là nắng. Khu vực này mình thấy là khá là đông nè, dù là nắng hơn phía trước chỗ gửi xe rất là nhiều. Đây có hủ chiên 10.000 nè, bánh đa 6.000 đồng. Đây về bánh dân gian là 5.000 đồng một phần đây. Rồi có gỏi cuốn với lại bánh lá mơ. Chiếu là bán đồ nướng với đồ chiên là nhiều. Quầy này mình thấy là có bán bánh canh cua nè, gạo xay, rồi tàu hũ hấp, sữa muối tiêu chanh. Cái món gì mà có nước cốt dừa hay gì vậy? Bánh canh cua đồng. À vậy hả? Dạ. Một tô vậy nhiêu chị? 15.000 một tô. Cường là tính ăn tô bánh canh này, tuy nhiên là không có bàn ngồi nên cuối cùng là mình sẽ không có ăn được. Cũng đứng là canh dữ lắm nhưng mà cứ nhìn qua nhìn lại thì lúc nào bàn cũng đầy người hết, cuối cùng là mình sẽ không có ăn. Quầy này rồi thấy bán bánh kẹp nè, dê lợn, bánh con nhím, bánh phục linh, quá trời loại bánh luôn. Cái này là 5 ngàn, cái này là 5 ngàn đồng. Quầy này là có hộp vịt rang me nè, hộp vịt chiên, vịt luộc, hộp gà nướng, trứng cút luộc. Đây là khu vực mà quầy nước giải khát nè, có trà đường, hạt é, xong bí đao, chanh dây, nước cam, rau má, rất là nhiều loại luôn. Chị lấy cho ly chanh dây không chị? Đây một ly chanh dây này có giá là 10.000. Lúc mà Cường đến đây là tầm khoảng là 15 giờ hơn thì cũng khá là vắng, mình cũng thắc mắc là tại sao chợ vắng như vậy, mà cuối cùng là tầm khoảng là 16 giờ 30 đến 5 giờ chiều là cực kỳ đông luôn. Kinh nghiệm của Cường là sau khi đi chợ Ma Định Yên rồi thì mình rút ra một bài học là mình nên đi tầm khoảng là 16, 17 giờ tới đây là được, chứ còn không mình đi lúc 15 giờ, lúc mà chợ vừa mở ra là bắt đầu mình vào thì cực kỳ nắng và chỉ có người bán thôi chứ không có người mua. Ở đây là có súp cua 15.000 nè, bánh phồng tôm nấu tép 15.000. Cái này là bánh phồng tôm hả chị? Nấu tép. À vậy hả? Tại vì bún với bánh canh thì chuyển qua nấu bằng bánh phồng tôm. Thank you.
càng về buổi chiều thì càng đông, tại vì thường thường là đi buổi đúng 15 giờ thì trời rất là nắng. Cái này mình phải đi sau 17 giờ thì trời sẽ mát hơn, với lại ở đây tầm khoảng là 25 gian hàng thôi, không phải là quá đông, nên là mình đi một vòng tầm khoảng 30 phút là hết rồi. Từ từ con, không có nước chấm ăn rại. Với những ngôi chợ quê hoặc là chợ đêm khác á, mình có thể thử thách ăn 100.000, nhưng mà ở đây mình chỉ nên thử thách ăn 50.000 đồng thôi. Tại đồ ăn ở đây thì cực kỳ rẻ luôn, giá là từ 5.000 đến 10.000, cao nhất luôn là chỉ có 25.000 thôi, không có món nào mình trên 30.000 trở lên hết á. Sau khi mà đi một vòng, mình thấy có ghế trống ngay chỗ cô bán bánh phồng mà tôm tép nè. Mình lại đây mình ăn thì món ăn ở đây cũng khá là ngon, vị niêm rất là vừa. Topping là chỉ được vài con tép, như là phần nấm rơm, nhưng mà nước niêm, nước dùng thì rất là ngọt, kiểu nó là ngọt thanh. Và giá cô bán chỉ có 15.000 đồng thôi, nên ăn thấy rất là xứng đáng. Cả nhà lưu ý là ở đây tầm khoảng 17 giờ sẽ có giao lưu đàn ca tài tử, là cả người lớn và trẻ em sẽ có hai khu vực, thì trẻ em sẽ hát trước, sau đó là di chuyển qua khu vực của người lớn, người lớn sẽ hát sau. Và bạn nào mà thích đàn ca tài tử thì có thể là lên giao lưu hát ở đây cũng được nha. Càng về chiều thì chỗ này càng đông, chứ mình đi tầm khoảng 15-16 giờ thì chỗ này khá là vắng, tại vì trời rất là nắng luôn. Phía trước ngay khu vực mà để xe máy, mình thấy là tầm khoảng 17 giờ thì sẽ có trò chơi nhân gian là đập niêu. Một lượt như vậy thì rồi, giá là 5.000 đồng. Cứ tự tin là đếm tới cầu thiệt rồi. Đúng rồi. 2, 3, 4, xong rồi đập mạnh đi. Nhưng mà kế bên thôi, đập thật rồi con ơi. 5.000 cái đi vậy. Chợ Ma Định Yên thì sẽ nhóm họp vào ngày thứ bảy hàng tuần, từ 15 giờ đến khoảng là 18-19 giờ, riêng tuần đầu tiên của tháng sẽ tái diễn lại phiên chợ chiếu ngày xưa. Vừa rồi là Cường đã cập nhật thông tin của hai phiên chợ quê diễn ra vào dịp thứ bảy hàng tuần tại tỉnh Đồng Tháp. Nếu mà cả nhà của mình có điều kiện và thời gian thì nhớ sắp xếp về Đồng Tháp tham gia một lần nha. Còn video của Cường đến đây là kết thúc. Cả nhà thấy hay thì nhớ like, comment và chia sẻ để Cường có thêm động lực làm thêm nhiều video mới nữa nhé.